Một hiện tượng phổ biến trong dân gian là siêu độ. Chúng ta luôn hy vọng siêu độ người nhà. Quyến thuộc đã mất được sanh về một nơi tốt đẹp thì mới an tâm. Tìm người nào đến siêu độ phải tìm người thật sự tu hành người có công phu tu hành thì mới có năng lực siêu độ công phu là gì thưa cùng chưa vị giới định huệ là công phu chẳng có công phu ấy thì đều là giả Đều chẳng trông cậy được Chúng ta đọc cuốn Ảnh Trần Hồi ức Lục Của Pháp Sư Đàm Hư Đó là tự truyện của Lão Pháp Sư Lão nhân gia kể chuyện đời của Ngài Học trò ghi lại thành một quyển sách như vậy Tôi chưa từng gặp mặt lão hòa thượng Nhưng người viết cuốn sách y tôi rất thân quen Đó là Pháp Sư Đại Quang Sư cũng đã giảng sanh Năm xưa tôi đến Hương Cảng Mỗi lần sang đó chúng tôi nhất định gặp mặt Cuốn ảnh trần hồi ức lục do sư viết Trong y có một câu chuyện hết sức rõ rệt là một tấm gương chúng ta hãy nên ghi nhớ câu chuyện ấy có tiểu đề là tám năm chuyên gắn đọc kinh lăng nghiêm nhân vật chính trong câu chuyện ấy là lưu cư sĩ về sau ông ta cũng xuất gia những người ấy hiện thời đã mất đại khai là người vào thời đó cao hơn chúng tôi hai thế hệ lão hòa thượng đế nhàn là sư phụ của lão pháp sư đàm hư thuở còn tại gia pháp sư đàm hư quen biết lưu cư sĩ pháp sư đàm hư và lưu cư sĩ là bạn bè trước khi họ xuất gia ba người hùng vốn mở một tiệm thuốc bắc thuở lưu cư sĩ đã học phật Mỗi ngày đọc kinh Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm phân lượng cũng khá đáng nể Mười cuốn gian tự rất dài Mỗi ngày đọc một lần cũng phải mất dài giờ Chẳng dành ra năm sáu giờ mỗi ngày Sẽ không thể niệm xong bộ kinh Tám năm có công phu thiền định hay không chúng ta chẳng biết, nhưng chúng ta cũng có thể biết ông ta tâm địa thanh tịnh. Tám năm một bộ kinh thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Có một hôm vào giữa trưa. Chẳng có ai đến tiệm mua bán. Họ ngủ gục nơi quầy thuốc. Lưu cư sĩ mộng thấy có hai người. Trong mộng thì hai người ấy vào tiệm. Ông ta trông thấy có khách đến bèn đứng lên thoạt nhiên thì ra hai người y là oan gia đối đầu hai người đó đã chết thủa họ còn sống vì chuyện tiền bạc mà lôi nhau ra tòa lưu cư sĩ được quan tòa xử thắng kiện hai người y bị xử thua Chẳng ngờ hai người y thắt cổ chết Lưu cư sĩ cũng vì chuyện này mà cảm thấy rất ấy nấy Quý vị nghĩ xem vì tranh chấp món tiền nhỏ nhoi ấy mà khiến cho hai người mất mạng Ông Lưu cũng thường cảm thấy rất khó chịu Mình đã sai quấy chẳng nên làm chuyện ý Này thấy hai con quỷ y đi đến Thoạt đầu ông ta rất sợ hãi Có phải là họ đến để báo thù hay chăng Nhưng quỷ đã đến rồi còn cách nào nữa. Ông ta thấy hai quỷ hồn quỳ ngay xuống đất trước mặt ông ta. Dường như chẳng có ác ý. Liền hỏi họ: "Các gì đến làm gì? Đến cầu siêu độ?" Lừa cư sĩ bèn yên tâm, họ không tìm đến gây rối mà đến cầu siêu độ. Ông ta hỏi: "Dùng phương pháp gì để siêu độ quý vị?" họ đáp chỉ cần ngài đáp ứng là được rồi ông lưu nói được tôi chấp nhận ông ta thi quỷ hồn đạp lên đầu gối đạp lên vai rồi ra đi hai người ấy siêu thăng như vậy đó họ biến mất chưa được mấy chốc lại có hai người đến là một phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ Ông ta thấy chính là người vợ trước kia vẫn còn đêm Hai người ấy đều đã chết Thấy hai người họ cũng đến trước mặt cầu siêu độ Cũng là cùng một phương pháp giống hệt Chỉ cần Ngài đáp ứng là được rồi Ông ta đáp tôi chấp nhận Thấy hai người ấy cũng bò từ đầu gối Lên đến vai liền thăng thiên Biện mực quý vị thì siêu độ là thật chẳng giả chẳng có bất cứ nghi thức gì chỉ là đáp ứng nhờ vào gì để siêu độ nhờ vào công đức 8 năm chuyên gắn đọc kinh lăng nghiêm quý vị thật sự đắc điều gì thì mới có thể siêu độ người khác chẳng có thứ gì chân thật sẽ chẳng được vì thì cổ nhân nói thành tác linh Chúng ta niệm một bộ kinh hồi hướng cho người ta Quý vị có phải là tâm chân thành niệm bộ kinh ấy hay không? Tâm chân thành là gì? Niệm bộ kinh ấy từ đầu đến cuối Trong tâm chẳng có một tạp niệm Nếu dấy lên một vọng tưởng Công phu của quý vị đã bị phá hoại một vọng niệm chẳng có thì được Quý vị nói xem Chúng ta làm Phật sự tam thời hệ niệm Trong những người tham gia đông đảo ngần ý Có được một hai người chẳng khởi một vọng niệm Đối với nghi thức hệ niệm hay không Pháp hội ý thành công không nhất định do chủ Pháp Hòa Thượng Chủ Pháp Hòa Thượng khởi vọng tưởng Nhưng trong những người tham gia Chỉ cần có một người chẳng giấy vọng tưởng Pháp hội ý thành công Do dựa vào công đức của một người ý Nếu Pháp hội ý rất đông người Mà chẳng có được một người nào như vậy Công đức ý sẽ chẳng hoàn chỉnh Bị giảm bớt rất lớn Chúng ta phải hiểu đạo lý này Quý vị thì trong sách Liễu Phàm Tứ Quấn Đã nêu một thí dụ Đạo sĩ vẽ bùa Đạo bùa ấy sẽ rất linh Dán ở cửa Quỷ thần đều chẳng dám bước vào Thật sự thiên vì sao? Để vẽ đạo bùa ý, người đó sau khi dạch một nét đầu tiên, bèn một mực vẽ cho đến lúc xong xuôi, chẳng có một giọng niệm. Đạo bùa ý bèn linh. Nếu có một giọng niệm, đạo bùa ý chẳng linh. Vì lẽ đó, vẽ bùa phải được thường xuyên luyện tập. Luyện rất nhuần nhuyễn, động tác rất nhanh. Rất nhanh thì thời gian vẽ rất ngắn ngủi dễ dàng chẳng khởi vọng niệm thời gian dài bèn khó hơn khó hơn mà làm được thì hiệu quả càng to chúng ta hiểu nguyên lý sau đi thành tắc linh niệm chú cũng giống như vậy vì sao người ta nói chú lăng nghiêm công đức to lớn chẳng sai chú lăng nghiêm dài mấy ngàn chữ Niệm chú xong ước chừng phải mất hai mươi phút Không khởi một dòng niệm công phụ ý to lắm Quý vị niệm chú giảng sanh Chẳng khởi dòng niệm dễ dàng Chú lăng Nghiêm chẳng dễ dàng Đều do đạo lý này Công đức niệm kinh càng thù thắng hơn nữa Kinh còn dài hơn chú Đơn giản nhất là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật bốn chữ Trong bốn chữ y chẳng có dòng niệm khá dễ dàng Nhưng bảo quý vị niệm một chuỗi Chúng ta lần tràn hạt niệm 108 câu Trong 108 câu y chẳng có một dòng niệm Đó là công phu Nếu quý vị niệm 10 chuỗi Đối với 1080 câu Phật hiệu Trong y chẳng dấy lên một dòng niệm công phu đấy Dùng điều này để hồi hướng Quý vị hồi hướng công đức ý cho người chết Họ sẽ thật sự được lợi ích Tuyệt đối chẳng phải là ta niệm một bộ kinh Bạn có thể siêu độ họ Niệm bao nhiêu biến chủ bạn có thể siêu độ Chẳng phải là như vậy Quý vị đã hiểu sai ý nghĩa Dùng tâm chân thành để niệm Tâm chân thành là không hoài nghi Không xen tạp không gián đoạn Chúng ta hiểu đạo lý này liệu giải chân tướng sự thật Sẽ chẳng bị kẻ khác lừa gạt Quý vị thỉnh người đến siêu độ cho người nhà Quyến thuộc của chính mình Hãy ở bên cạnh quan sát Kể có thành ý hay không Quý vị có thể nhìn ra Vì vậy chẳng có công phu chân thật Làm sao có thể siêu độ chúng sanh Các vị Phật Bồ Tát Đều minh tâm kiến tánh đương nhiên chẳng có vấn đề trọn đủ thanh tịnh bình đẳng giác nếu đánh mất thanh tịnh bình đẳng giác như vậy ta bị phàm phu dẫn dắt ta độ người sau cùng bị người dẫn đi như vậy không phải giống họ sao khởi tâm động niệm Khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành Như vậy là sai Bởi vậy ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới Chưa đến trình độ nhất định không thể biểu diễn Vừa biểu diễn đã bị người khác giác đi Ta đi độ chúng sanh Kết quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc Hòa thượng xuống tóc cho tôi Tức là Pháp Sư Tâm Ngộ Thầy thí phát cho tôi Hai năm sau Thầy hoàng tục Kết hôn với Phật tử nữ của thầy Thầy độ cô ta Không ngờ lại bị cô ta cám dỗ Còn quá trẻ Lúc đó thầy nhỏ hơn tôi một tuổi Tôi lớn hơn thầy một tuổi Thầy biết giảng kinh cũng biết viết bài Khi tôi chưa xuất gia Chúng tôi thường hay giao tiếp là bạn bè của nhau Nên khi tôi học kinh điển với thầy Lý Ở Đài Trung Có y xuất gia Thầy đến tìm tôi Hình như trong vòng hai tháng Đến tìm tôi chín lần Tôi thấy tâm ông ta rất cẩn thiết Nên đã đồng ý Đến chùa Lâm Tế ở Viên Sơn Lúc đó ông ta làm trú trì Và xuống tóc cho tôi Nên còn quá trẻ làm chú trì rất nguy hiểm Cổ nhân Thầy Lý nói với tôi Sau 40 tuổi mới có thể đi giảng kinh Có chút định lực Khi tiếp xúc với đại chúng bên ngoài Trước 40 tuổi vẫn chưa ổn định Chúng tôi ở Đài Trung tuân thủ lời dạy này của Thầy Lý trước bốn mươi tuổi học giảng kinh là luyện tập ở trong nhà không ra ngoài không nhận lời mời bên ngoài chỉ ở nhà luyện tập liên xã đài trung thư viện từ quan ở đài trung còn một ngôi chùa chú trì là một ni sư cũng là học trò của thầy lý Chúng tôi chỉ luyện tập giảng kinh nơi ba chỗ này. Không được ra bên ngoài giảng. Thầy quy định phải trên 40 tuổi. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa đến 40 tuổi, không được ra ngoài giảng kinh. Cửa ải này thầy giữ rất nghiêm khắc. Chỉ sợ chúng tôi chưa đủ định lực dễ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. bởi thì làm thầy rất khó học trò nghe lời nếu học trò không nghe lời họ sẽ ra đi có nhưng không nhiều không phải không có những người rời thầy sớm đều không có thành tựu vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn thấy ngày nay nói đến kinh nghiệm đây là kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Cảm nhận được một cách sâu sắc, giới luật phải học từ đệ tử Quy, phải học từ cảm ứng thiên. Từ trong đệ tử Quy học luân lý đạo đức, từ trong cảm ứng thiên học nhân quả. Sức mạnh của nhân quả lớn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của đệ tử Quy. Đệ tử quy ba phần sức mạnh Cảm ứng thiên có bảy phần sức mạnh Con người mặc dù học rất tốt luôn lý đạo đức Nhưng vẫn động tâm trước địa vị danh lợi Vẫn là biết mà cứ phạm Vì sao vậy? Vì không vừa qua được sự cám dỗ của danh lợi Điều này trong lịch sử rất nhiều Không phải họ không hiểu Nhưng người hiểu nhân quả họ không dám Vì sao vậy? Người biết nhân quả họ sẽ nghĩ đến tương lai như thế nào? Bây giờ ta có được địa vị Có được của cái này Không phải là thủ đoạn chính đáng Được rồi tương lai cũng phải trả giết người phải đền mạng chưa nghe nói giết người nói cho chưa vị biết nào thay chính là giết người có cần đền mạng chăng quý vị có dám chăng không dám quý vị nợ mạng nợ tiền người khác đều là việc tiền phức Oan oan tường bạo không bao giờ giật. Quý vị dám chăng? Bởi vậy một ý niệm bất thiện làm tổn thương chúng sanh. Trên thực tế là tổn thương chính mình. gọi là lực phản kháng. Quý vị đánh ra nó là dội ngược về mình rất nhanh. Cho nên nhân quả có bảy phần sức mạnh câu thúc con người Đệ tử quy chỉ có ba phần sức mạnh Phật Pháp đến viên mãn Giới luật sơ học của Phật Pháp Rất đơn giản, chỉ 10 điều, thập thiện nghiệp Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si. Nhưng nếu không có hai nền tảng của nho và đạo giáo, ta không thực hành được thập thiện nghiệp. Có nền tảng luân lý đạo đức nhân quả, nền tảng sâu dày sẽ thực hành được thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo gọi là pháp nhân thiên, Đời sau không mất thân người Tu thật tốt Đời sau được sanh lên quái trời Đây là tiêu chuẩn của Pháp Nhân Thiên Lên cao hơn nữa là Thanh gian Bồ Đề Duyên Giác Bồ Đề Đây là Tứ Thánh Pháp Giới Tiếp tục lên nữa là Vô Thượng Bồ Đề Căn bản của cứu cánh quả Phật Đều ở thập thiện nghiệp Gốc của thập thiện nghiệp Là cảm ứng thiên và đệ tử quy Quý vị có thể không nỗ lực để học chăng Không tin tấn học không được Tuổi tác đã lớn Bây giờ khi tuổi tác đã lớn Chúng ta phải dùng một giáp làm tiêu chuẩn Trên 60 tuổi Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Chưa học đệ tử quy không sao chưa học cảm ứng thiên cũng không sao hãy giữ vững thập thiện nghiệp đạo niệm niệm không quên diễn diễn không bỏ một câu a di đà phật trước đây thầy lý dạy chúng tôi tu tịnh độ là phải đổi tâm phải đổi tâm thay đổi tâm như thế nào đổi thành phật a di đà Tâm tôi chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm tôi Hay nói cách khác Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Đều dứt bỏ hết Đây gọi là gì? Đây gọi là đạo cộng giới Phật A-di-đà Mọi giới luật đều đã viên mãn Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Không có gì khác Đây là gì? Đối với người lớn tuổi Nhất tâm chuyên chủ những trò của thế gian đều đã thấy Không có gì kỳ lạ Không muốn xem thêm nữa Nhất tâm cầu sanh tịnh độ Như vậy là đúng Không có ai không giảng sanh Phát tâm như vậy Trong Di Đà Yếu Giải Đại sư Ngậu Ít nói Tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề Nói rất hay Tâm Bồ Đề là gì? Không hiểu, không biết. Quý vị xem, rất nhiều ông bà cụ họ chỉ biết một câu A-di-đà-phật. Khi làm chung họ đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, không hề bệnh hoạn. Chúng tôi tận mắt chứng kiến đây không phải giả. Quý vị hỏi họ đệ tử quy là gì họ không biết Cảm ơn tiên là gì họ không biết Suốt đời thật thà trung hậu Tuyệt đối không có tâm hại người Niệm rốt ráo một câu A-di-đà-phật Có người mỗi ngày tụng một bộ kim vô lượng thọ có người không tụng kinh vô lượng thọ Quý vị thì người đệ tử làm nghề thợ hàng của Hòa Thượng Đế nhàn Kinh Di Đà cũng không biết đọc Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật mà thành tựu Quả là không thì nghĩ bạn Chúng ta không thể không biết điều này Bởi vậy chỉ cần nhất tâm Sẽ tiếp cận với thiền định Nhất tâm Đến trong tâm không có chút tạp loạn nào Tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm thanh tịnh khởi tác dụng Chính là trí tuệ Bản thân ta biểu hiện Trên đoàn tướng khi giảng sanh Đó nghĩa là giáo hóa chúng sanh Khiến rất nhiều người nhìn thấy Liền sanh khởi tính tâm Niệm Phật quả thật rất hay Mỗi người đều làm được Mỗi người đều có thể thành tựu viên mãn ngay trong đời này Tại sao chúng ta không thực hành? Lần này chúng ta giảng tường tận bộ kinh này Tôi dự tin Khoảng một ngàn tiếng đồng hồ là giảng xong mục đích là gì mục đích là để lại cho hậu nhân thời kỳ mà pháp còn chín ngàn năm trong chín ngàn năm này độ chúng sanh thành phật đạo bây giờ chúng ta có thể cảm nhận được chính là bộ kinh này nên chúng tôi phải bỏ ra một ít thời gian để giảng bộ kinh này Đương nhiên Chính mình nhất định phải thay đổi tâm Không để tâm có tạp niệm Chân thành niệm Phật Mọi việc trong thế gian chỉ tùy duyên mà không phan duyên Có nhân duyên lợi ích chúng sanh Chúng ta phải làm Không có duyên thì thôi đừng tìm kiếm như vậy mới đúng Có nhân duyên Đó là Phật Bồ Tát để chúng ta làm Không có duyên Phật Bồ Tát dạy chúng ta chân thành học kinh Vô lượng thọ Thật thà niệm Phật Tự tâm sẽ định Không bị dao động tâm định Tâm thanh tịnh Cho nên thấy ba chữ này trì giới thiền định trí tuệ. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong việc tu hành. Tất cả không có phương pháp nào bằng, tất cả pháp không có gì bình đẳng với nó. Đương nhiên cũng không thể vượt qua nó, nên gọi là vô thượng.